Xuất hiện một bà chị tên là Nguyễn Thị Cẩm Hồng, năm nay u 61 tuổi, chủ nhà trọ thì chị lên đây, chị muốn tuyển một người bạn đời là không cần phải có nhà, miễn có nghề nghiệp ổn định, về với chị sống. Thì chị ở Nha Trang, thì cái nhu cầu của chị như thế nào thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô thì cũng gần tất cả cô chú anh chị em mua khô ủng hộ cho Tiến nhé. Nói là giờ em lên đây em cũng muốn tìm một người bạn đời, và em cũng mong anh nào mà đàng hoàng, thương em thật thì mình kết nối để mình tìm hiểu, mình đi sâu hơn. Chú và canh kim nha, và em chào chị nha. Chào Tiến. Chị chào cộng đồng đấy. Xin chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Mình tên là, có giới thiệu tên không? Giới thiệu tên tuổi chứ chị, tên về tuổi chứ. Mình chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Mình tên là Cẩm Trang. Mình ở Khánh Hòa. Mình sinh năm 1964. Dạ, 64. Mình là... Bây giờ em nói với chị ha, cái câu nói này em bắt buộc em phải nói để cho những cô chú anh chị em hiểu về kinh của Tiến hơn. Mặc dù những cô chú anh chị em mà không có lên kênh đó thì để cho cũng hiểu gì. Thứ nhất, thứ hai nữa, những anh chị lên kênh đó thì hiểu vấn đề này. Em nói chị rất là rõ ràng ha. Thì trước khi chị lên đây thì em cũng nói là sau khi em ghi hình chị, sau này em đăng lên thì chị không được quyền, sau này chị không được quyền khi em xóa clip hoặc là gỡ clip. Chị có đồng ý không? Đồng ý. Rồi, cái thứ Tôi hai lên nữa. đây mình. Cái thứ hai nữa là em nói rõ em là chỉ một người chia sẻ thông tin thôi, chứ em ở đây em không làm mai cho bất cứ ai hết. Cái điều thứ nhất, sau khi chị ghi hình em rồi thì bắt đầu á, thì chị xin số ai em có nhiệm vụ để cho, còn chị muốn kết nối anh đó thì chị tự tìm hiểu lấy cho kỹ rồi hãy đến nhau. Khi sau khi chị mà thích anh đó là chị phải báo cho em trước một tiếng để cho em biết em ghi hình. Nếu mà hai anh chị âm thầm ở với nhau sau này xảy ra chuyện gì đừng bao giờ để thừa em, tại vì hai anh chị không báo cho em biết chị có đến anh đó hay là anh đó có đến chị không là em không hay biết. Cũng như cái clip mà của chú Hai Phạm hôm nay, chú Hai Phạm xin số là cô Hà, cô Hà, chị Hà là Hà, cho Johnny Nguyễn đó, cho Johnny đó, thì chú Hai Phạm xin số, rồi thì tự tự cô chú là đến với nhau luôn, không nói cho tiếng một câu nào. Cái chuyện hôm nay xảy ra chuyện đầu để thừa tiếng là để thừa cái gì, chị nói là đúng không đó? Rồi, Rồi cảm ơn. hôm nay Mình là biết nè, tại hai mình đem người tới. đến với nhau không có báo cho Tiến biết, hai người chia tay cũng không nói, tới chừng mà cái chị kia muốn kết nối chú Quân đó thì ông Hai Phạm ông mới thấy cái clip đó thì ông mới báo. Báo làm gì, kêu em lấy con bằng mà lấy, chị nghĩ là lấy cái gì đây, hai người đến nhau không không nói cho em nè, hai người chia tay em cũng không biết luôn, rồi rồi kêu em lấy con bằng lấy chỗ nào đó. Nên em nhắc chị đây là cũng là một cái mà để em phải suy nghĩ làm lại cho đúng hơn. Thì trước cô chú anh em phải thông cảm điều này, cái điều này rất là quan trọng, nên Tiến phải nói đi nói lại những cô chú anh em nào đang lên clip thì Tiến phải nói câu này, sau này không có nói cái kênh của Tiến là những cái này. Cái người mà lên kênh của Tiến thì hiểu, còn những người mà hồi nào giờ lâu lâu con nặng á thì họ không hiểu, nói Tiến làm tại sao không mà không theo dõi, không tìm hiểu kỹ người đó. Ủa Tiến đâu có ở đâu mà Tiến tìm hiểu, Tiến chỉ là người cho số chị cũng như chị thích anh đó thì em cho số chị thì chị tự tìm hiểu, chị tự lấy. Em ở đây em nói rõ là không làm mai cho bất cứ ai hết, cũng không kết nối, em chỉ là cho số thôi, rồi chị kết nối được thì lúc đó báo cho em, rồi lại diễn ra một buổi tiệc nào đó em chỉ người được quay chia sẻ đó. Sau này sướng vui khổ gì cũng đừng để thừa em, cũng đừng điện cho em, tại vì em không kết nối cho ai hết đó. Rồi thì Cảm bây ơn giờ em, giỏi cái tên có tiếng lâu rồi mình biết nè, thử mình mới dám tham gia chứ. em làm ăn thì Em đâu đó nó rất rõ ràng, em nói rất là rõ luôn đó. Rồi thì thử. chị Rồi. cũng đã hiểu vấn đề ha. Thì bây giờ chị kể về chút xíu việc hôn nhân gia đình của chị đi như thế nào. À, đại khái là mình ly dị đây là 8 năm. Mình có thằng con trai, chồng mình đi theo 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 người khác.
rồi xong rồi mình kêu về ly dị. Ly dị cũng là mình nuôi con từ hồi đó đến giờ, ăn học ra đại học xong giờ con đi làm, giờ nó làm trong thành phố á, nó không có, mình sống có mình buồn cô đơn quá, tìm người bạn đời mà ở ngoài đời không dám, chứ lên mạng cũng sẹo rồi, mình sợ. Giờ mình theo dõi cái kênh của Tiến lâu rồi thì mình mới dám nhờ Tiến rồi tham gia với bên cái kênh của Tiến, nhờ Tiến giúp giùm để người cho nó đàng hoàng rồi vậy, chứ còn mình không có dám, nói chung là mình Nói chung sợ. ra đó, lên kênh đó thật sự ra là nó có vấn đề như thế này, là nắm chắc 100% là anh đó không có vợ đó. Đúng Còn cái chuyện rồi. mà tìm hiểu anh đó có lường gạt hay không là chị phải tự tìm hiểu lấy, chứ em không có tìm hiểu giùm. Em chỉ là em biết chút nào thì em báo cáo cho chị chút đó đó, thì Biết em có mà. vậy thôi. Dạ Biết rồi, thì mà. bây giờ chị được mấy người con? Một thằng, một người con là nó làm trong thành phố á, xong nó đưa vợ con nó vào đó, mình sống ở đây có một mình. Chị hiện nay chị ở đâu? Mình ở nhà Nha Trang, Nha Trang ha. ở thành phố Nha Trang. Dạ, phố Nha Trang. Dạ rồi, chị được mấy người con? Một 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 đứa tính một với một mình, à, một thằng, một một thằng thằng à. có vợ, mình có hai đứa cháu nội rồi. Mình đó là chủ nhà trọ, mình coi như mình cho thuê nhà trọ mình sống chứ mình có làm gì hết. Rồi, có nhà trọ sống là cũng khỏe. Chị mở cái Ừ, tiệm tự nhiên. tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ trước chị bán cũng kiếm đồng lời thêm cũng êm mà chị. Tại vì tả trong nhà trọ tao mua đường bột ngọt nước mắm cái này nọ đó, lặt vặt đó, bằng trả đến răng cho đến răng chị bán nó thêm là thu nhập được đó chị. Không, làm nữa già rồi, làm cho nó đủ ăn rồi, con thì nó có cơ ngơi rồi, mình không có bận tâm gì ai. Nói chung mình cũng muốn tìm một người là cũng lớn tuổi, 1 2 tuổi rồi, người ta không có vướng bận rồi Rồi khoan, cho khoan mình chị, bây giờ chị cho đó chút xíu đi, chút xíu rồi chị hãy kể. Bây giờ em cho em hỏi là hiện nay là chị là thuê, cho thuê nhà trọ để sống à. đúng rồi. Cái thứ hai nữa là chị kể chút xíu về tánh tình của chị đi, như thế nào? Mình thì nói chung là tính mình thì cũng hiền lắm, mình không có không biết hung dữ với ai, mình cũng không đúng người nào mà giờ sống với mình là cũng đừng có gia trưởng, cũng đừng có hung dữ, mình sợ rồi có gì từ từ nói, Thì mình không có chị có tánh nóng không? hả Chị có tánh nóng không? con buồn ngủ cái gì, mình là hiền lắm, thiệt mình rất là hiền. Lúc nào mình cũng muốn tìm người bạn đời hiền hiền, cái sống mình cô đơn buồn quá, thử ra con có một thằng con mình đi ở xa, mình cũng muốn tự mình theo dõi cái kênh của Tiến lâu rồi, mình muốn tham gia rồi, mình gọi hoài Tiến nói Tiến bận á, mình cũng ngại ngại không Nói muốn chung gọi ra lại thì á. cô chú anh em thông cảm, Tiến này tiện gì Tiến rất là bận, nên sau khi mà giãn thời gian ra Tiến mới coi lại thì Tiến sẽ đồng ý là Tiến điện liền à đó. Nên cô chú anh em cứ gì thì phán từ từ mới được. Biết mà công việc có tiếng thì tất nhiên là phải bận rồi, mình hiểu chứ. Rồi bây giờ chị muốn kết nối một anh thì chị lựa tính tình hay là chiều cao mập ốm như thế nào? Cái đó đâu thành vấn đề, nghĩ sao là có đạo đức, thương mình thật lòng, có đạo đức, và anh đó có nhà cũng được không nhà cũng được, mình không có cần vấn đề giàu nghèo. Thì sẵn đây em nói luôn nha, thì cô chú anh chị em Ở Khánh nào, Hội thì tốt, ở Khánh Hội thì tốt. thì sẵn đây Tiến nói luôn, những cô chú anh em nào muốn lên kênh của Tiến để tìm một nửa yêu thương thì nên Tiến khuyên thật lòng là hãy chân thành đến với nhau, đừng có lợi dụng gì mục đích đòn đó. Sau khi Tiến Tốt. phát hiện được, Tiến sẽ ai báo cáo cho Tiến, thì Tiến sẽ lấy hình ảnh của người đó Tiến đăng lên. Sau này đừng có trách Tiến tại sao mà đi moi móc Đúng cái rồi. chuyện, tại vì cái kênh của Tiến, Tiến có quyền, có mà nhiệm vụ để Đúng mà moi rồi, móc đúng những thông tin đó ra, còn những cái kênh của khác làm cái nào Tiến không xen vào, Tiến không moi móc đó. Nên mấy anh mà em nói trước nha, chị đến với người đó phải điện cho Tiến hay, báo với Tiến rồi. ờ chị đến được với người đó rồi, chứ đừng âm thầm lén lút ở với Không, nhau đó, rồi sau này xảy Tiến ra đừng có chuyện la chuyện đó, là không được hiểu nha. mà, Tiến đừng có la chuyện đó. Mình rất là biết ơn mà đi hiểu, dụ như mình Đó. muốn anh nói với mình đó, mình thấy hợp rồi mình gọi điện mình hỏi Tiến là như vậy Thí dụ vậy bây giờ bây nè, thí dụ giờ chị ở xa quá em không ra ngoài, thì khi mà anh nó đến nhà chị ở phải không,
thì hai người phải ngồi lên clip này nè cho tiếng quay, đặng tiếng chia sẻ cộng đồng mạng biết đó. Sau khi đó chị báo gì đó, nếu mà anh đó có ý đồ lợi dụng chị cái gì đó thì điện cho tiếng hai, tiếng sẽ sẵn sàng giúp chị về cái điều đó. Còn nếu mà chị nín thinh thì em không có liên can trong vụ đó, tại vì em không quay, em không biết, đúng không? Đó. Nếu mà mình dạ, biết em nói rất là rõ ràng. Dạ. Đó. Rồi bây giờ chị nói là chị không cần nghèo hay giàu, anh đó không có nhà cũng được. Miễn là người đã đàng hoàng, thương yêu mình thật sự, mà có công ăn việc làm, phải có công ăn làm chứ còn cái nhà cửa không thành vấn đề. Có công việc là đàng hoàng, từ 64 tuổi cho xuống chứ còn không không bây giờ em cũng nói rõ nè, bây giờ em lấy từ là chị nãy là chị tính ra chị nhiêu tuổi của em quên rồi ta. 60. Em lấy từ 65 đổ lại, những anh nào trên 65 tiếng không ghi hình nha cả nhà. Tiếng nói trước nha, 65 đổ lại thôi. Bây giờ tiếng không lấy cao nữa. Dạ. Rồi bây giờ nói chị thí dụ ảnh ở đây anh có công an việc làm. Nhưng mà đi về chị rồi công an việc làm rồi anh đâu có đâu. Ra ngoài thì làm đi làm cái gì cũng được. Thí dụ vậy. Đúng rồi. Đi miễn đi ví dụ như có công việc chính mình về Nha Trang này. Mà nếu mà được ở Nha Trang thì tốt. Dạ. Thì nếu mà có được nào ở Nha Trang thì tốt ha. Có được Nha Trang thì tốt. Còn có thì trong đó mình không còn giàu nghèo, mình không có đòi hỏi. Miễn anh đó có đạo đức, có tâm. Về mình sống với nhau thì mình giàu giàu nghèo tự mình làm nên, chứ mình đâu có cần của cải sẵn của người ta làm gì. Mình không cần. Thì nói chung ra là em nói chuyện này thật sự nói á, em nói cũng rất là nhiều lần, những cô chú anh chị em đã lớn tuổi rồi muốn tìm cho mình một cái bạn đời để mà hữu hỷ về cái tuổi già sau này, để đau ớn bệnh hoạn cái đó chuyện hên xui, ai đau trước ai đau sau. Thì nếu mà lỡ mai người vợ đau trước thì bổn phận mình chấp nhận, thương người vợ mình phải lo đó, chứ đừng có đau rồi thì mới cái gì chân cứ bỏ chạy. Thì đừng lên đây mà để kết nối đó, tiếng nói rất là rõ nha đó, mình chấp nhận đến với người đó dù cho người đó có ra sao mình phải chịu trách nhiệm đó, để ngoài chăm quan tâm chăm sóc. Nếu mà tiếng kết nối được thì mình phải cái gì cũng thông qua cho tiếng biết. Đúng cái rồi. Nhất cái gì mình có đến nhau mình cũng thông qua mời tiếng, ví dụ như tổ chức ở đây thì mời tiếng mua vé máy bay cho tiếng bay ra để dự buổi tiệc cho nó vui. Chứ mình không đến nổi gì đâu, mình biết chuyện lắm. Tự ra thấy kênh của tiếng đàng hoàng mình mới dám đăng ký vào, với lại tiếng rất là nhiệt tình. Thấy mấy cái cô cái chú kia ở xa mà tiếng rất nhiệt tình, mình cũng rất là tin tưởng. Mình nói với bạn mình chắc là ta đăng ký nói bữa giờ mà gọi điện cho tiếng đâu có rảnh, tiếng không trả lời, tự mình cũng ngại ngại. Hôm nay gọi hơn không, tự nhiên tiếng bắt hôm nay tiếng cũng nói luôn cho cô chú anh em hiểu về tiếng hơn. Cô chú anh em cứ kết bạn Zalo rồi sau đó chụp những giấy tờ đầu tiên là kết bạn Zalo, sau đó rồi gửi giấy căn cước, giấy độc thân hoặc là giấy ly dị gì đó, hay là giấy báo tử nếu mà có, thì cứ gửi qua cho tiếng sẽ coi. Những cô chú anh em nào có gửi thì bắt đầu tiếng sẽ điện và ghi hình, mà hồi như là chị chưa gửi em hay gì đó. Gửi chứng minh rồi chứ còn hồi mình ở trong kia thì Lục á, Lục với hai mẹ con bỏ đi ra nhà bà ngoại ở mấy tháng luôn, ở trong đó nó hư đồ hết về. Rồi bây giờ em nói sẵn đây là em nói trên clip luôn. Là chị lên đây chị nói phải thật lòng, nếu mà chị nói sai là chị phải chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Đúng. Tiếng đừng có sợ mấy chuyện đó, mình sống thật. Em làm cách nói này em không có được gì hết, nhưng mà em bị tai tiếng không, bị cô chú anh em hại tiếng không à. Thật sự là nó tiếng rất là buồn, không có được cái gì hết trơn á. Tiếng chẳng có được cái gì hết trơn mà bị là làm cho cái tiếng mà bị nhức cái đầu luôn á. Còn cái tiếng cái giúp mình đi, rồi ví dụ như mình thành công rồi mình không quên hơn đâu. Em bán thật, em nghe nói bán hàng khô, bán cái gì vậy? Em bán thứ nhất là khô sạch gần, thứ hai là khô cá lóc, thứ ba nữa là khô cá dứa, lạc xưởng. Có khô cá dứa không? Có. Giờ mình muốn mua là mình làm như thế nào? Chút nữa chị nhắn tin của em đi. Khô cá dứa là em nói luôn là 200 ngàn.
cá sặc rằn là 280, cá lóc 270, thì chị nhắn tin qua. Thứ nhất là chị mua khô nào, 1 kg 2 kg thì chị nhắn qua, chị thông ghi thông tin địa chỉ và số điện thoại và tên người nhận, rồi em sẽ gửi hàng cho chị. Rồi Rồi rồi, để mình mua dạ. cô cái dính này, cô cá lóc. Khô cá lóc, khô cá dứa, nói chung là khô nào ăn cũng vừa ngon hết chứ không có mặn chị, vừa ăn lắm. Dạ. Rồi thì Mua bây giờ là mình đảo lại cái câu chuyện của chị đi. Thì chị có chọn anh đó là ở tỉnh thành nào không, hay là ở đâu cũng được? không à, một là Sài Gòn hoặc là Ninh Thuận hoặc Nha Trang cho nó gần, chứ ngoài Bắc rồi xa lắm. Dạ, coi coi miền Ra Tây, rồi miền Tây này chị. miền Tây không xa quá À, à. coi như là từ Sài Gòn. Sài Sài Gòn Gòn, đổ Ninh về Ninh Thuận, Thuận, Nha Trang, Nha Trang. chứ còn mình miền Tây nói chung hồi giờ mình con mình ở ngay chỗ quận 2, mình tới quận 2 rồi mình về, chứ mình cũng chưa chưa đi đâu Sài Gòn hết, mình cũng không hiểu lắm. Rồi thì rồi chị có chọn anh đó mập hay ốm, chị thích đó, theo cái sở thích gì á? Thì nói chung là được thôi, nhìn theo được coi như cũng vừa vừa người, cũng chứ đừng là mình thấp mà mình có cao 1m52 với mấy, anh đó cao 1m65 trở xuống là được, đừng có mập lắm thì thôi bình thường dễ coi là được, cỡ như chú tướng rồi dễ dễ coi vậy được, chứ mình không có đòi hỏi gì đâu. Mẹ chèo chú tướng là mình cần cái tấm lòng với lại người ta trân trọng với mình cũng tìm giờ già rồi, tìm người để hủ hỷ tuổi già với lại chăm lo cho nhau tuổi già thôi, chứ mình không có cần đòi hỏi gì cao hết á. Người đó biết điều thương yêu mình thật lòng, Nói chung ra là còn vấn đề giàu nghèo là mình không thành vấn đề. cái tiêu chí của chị đưa ra thì rất là dễ. Em nghĩ là khi mà em đăng chị lên thì chắc có nhiều anh để muốn tham gia chương trình để kết nối. Tại vì chị lựa, nói chung ra mà chị nói đúng, dù anh đó không có nhà cũng được nhưng mà anh đó phải chịu đi làm đó, đi làm mới có ăn chứ đâu không mà thể nào mà ra ngoài mà ở không rồi dựa vô cái đồng tiền mà của chị mà để ăn đâu được, phải đi làm phụ thêm thêm chứ. Nói chung là vợ làm 3 đồng, chồng làm 6 đồng 7 đồng gì đó, đại khái là mình già rồi gấp gạo nấu cơm chung, với hơn nữa là mình có nữa thì mình dành dụm cái số tiền đó, ví dụ như mình rảnh mà muốn đi du lịch ở đâu một chuyến thì có tiền đi, hoặc là khi đau khi bệnh, chứ còn ngoài ra không cần, không đòi hỏi gì cao sang Em vậy đó. thấy cái điều kiện đó quá dễ. Không, mình không tự mình coi trên trên mấy cái kênh của Tuấn Bỉ rồi, cái kênh của Tiến rồi, mình cảm thấy thấy nhiều người nói mình thấy có nghe, mình là không có vậy, mình cũng biết mình là ai, mình đâu phải gì cái dạng mà người mẫu người đồ đâu mà càng đòi giá cao, mình chỉ cần anh đó là lo làm, biết yêu thương mình là đủ, đừng có ăn nhậu đừng hút thuốc là được, chứ mình chỉ thích là người không hút thuốc thì thôi, chứ còn Không ăn nhậu, không thuốc. ăn nhậu cũng được, dù ăn nhậu tháng lần đi bà bè bạn giao lưu rồi thì được, còn đừng hút thuốc, tự vì mình mà nghe mùi thuốc là mình ho ghê, mình sặc Đúng rồi, sợ. bản bản thân em cũng vậy, mà ai mà kế bên mà ngồi hút thuốc với em cũng sặc nữa. Thì bởi vì Đó em mới nói chị là chị thích làm sao chị phải nói hết ra, để làm chi, để cái anh đó anh cũng xem được cái video này để anh thấy phù hợp với chị không, cái yêu cầu của chị đưa ra như thế nào đó có phù hợp không, là như vậy. đừng ăn nhậu thì nói chung là đàn ông mà, dụ một tháng giao lưu với bạn bè một ngày 2 ngày cũng được, đừng có tèm nhèm quá là không được, đừng có chửi thề, thì mình chỉ yêu cầu vậy thôi, với lại đừng hút thuốc, chứ mình không không cần cái gì, không yêu cầu gì cao sang đâu, mình chỉ cần mình biết mà, mình coi theo dõi kênh của Tiến nhiều mình biết mà, nếu mà quyết định mình đi lên nhưng mà gọi mấy lần luôn á, cứ nói giờ em bận ghi hình, em bận thôi, mình ngại mình giờ chiều Với nay sớm hơn đấy gọi. có khi trên đường em di chuyển chị, em chạy xe đó, em không thể nào mà nghe điện thoại được nữa Đúng đó. mà, bởi vì mình lựa lúc trưa á, trưa mình canh là giờ chắc 12 giờ, 12 giờ hơi giờ hơn chắc giờ giờ ăn cơm rồi nè, thôi mình gọi thử. Canh giờ Nói nghỉ của chung Tiến ra là á. em là có nhiều lúc em cũng rất là buồn, có nhiều lúc anh chị nhá máy, không nhá máy khi mà em bỏ khi đi ăn cơm đó,
em bỏ ăn cơm em phải cầm cái điện thoại lên ăn phải nghe, mà vừa bấm lại cái tắt máy đó, Ghê. mà làm hoài vậy đó, điện thì em điện mà nhá máy không đó. Em là một người không phải nói vừa rất là nhiệt tình bắt máy luôn đó, những người cái Đúng lại cái nói cái chuyện thiên cơ gì không à đó, rồi rồi. Mặc dù có những chiều người quá tiếp điện rồi điện đó. em không hiểu nổi luôn, thiệt rất là buồn đó. Rồi Mình rất là dữ chuyện, tự vì mình canh giờ để nghỉ á. Hồi nãy khoảng 7:30 mình nói giờ đã tiếng nghỉ rồi á, Trời xong rồi ơi, tiếng chị ơi, mình bất chị ngờ, canh mình muốn giờ, gọi nhưng mà mình cũng ngại. có những anh 11 giờ đêm còn điện tiếng không cho để tiếng nghỉ ngơi nữa, 11 giờ đêm. Giờ Trời ơi, mình không dám. mà hỏi chứ em có ăn đồng bạc nào của anh đó đâu. Mà anh đó có cho anh em được ngàn nào đâu mà còn đài đọa em mà 11 giờ đêm còn điện nữa. Làm mà tao không có lương mà lấy gì sống, rồi người ta cũng phải biết điều với mình tí chứ đâu mà tệ vậy. Thì cái giao thông mình rất là biết điều, nếu mà thật lòng là mình sẽ biết điều chứ mình không 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 quên. Dù như mà có người nào mà hợp với mình cũng gọi mình báo cho Tiến, hoặc là mình Tiến bận thì mình nhắn tin Đúng rồi, mà. cứ nhắn tin, nếu mà cô chú anh em nào không điện mà Tiến không bắt máy thì cứ nhắn tin để nó đi, nói ừ Tiến ơi chị muốn tham gia chương trình đó, thì Tiến thấy cái những dòng chữ đó thì Tiến sẽ rảnh rỗi Tiến câu lại Tiến sẽ điện đó. Thì đó, nếu mà được đó thì không quên đâu, Dạ sao không chặt không, vậy em thì thật sự đó em cũng không nghĩ tới chuyện đó. À, mấy anh chị tao em có cũng nói thật tiếc. sự luôn, mấy chị Tiếc thương tiếc thì là tiếc mới mới không chịu vậy tặng, mấy chị không tặng cũng không có sao, em không có quan tâm gì có quá. chứ, Dạ. vậy có cho biết thôi. Ví dụ như mà thật lòng mình được vậy cũng nhờ một cái công ơn của người ta, mình phải có một cái món quà gì vui vui thôi đó chứ. Mình ok, mình không có nói nổi gì đâu, cũng mong sao như Tiến cái duyên rồi Tiến đưa chứ. Nói chung ở 6 7 năm nay nó cũng buồn, có con nó ở gần. Mình định là Châu á, hồi đó không có định đi Rồi nước đó, rồi cũng cái Châu á. cho em hỏi rồi chị lên chương trình của em mà con chị có biết chị muốn kiếm thêm một bạn đời nữa không? Biết chứ, biết Dạ. sao phim mình hoài à. Nó Dạ. nói chứ giờ mẹ ăn mẹ nằm ở nhà mẹ coi phim miết vậy, mẹ tìm người, nó cũng muốn có một người gần gũi mình, nó đỡ lo, Dạ. nó đỡ lo, nó cũng khôn lắm. Nó đại gái là vừa rồi bệnh đó, mà gọi điện nó về nó phải bay về gấp, nó về được có 2 ngày rồi nó vào lại, mình phải mướn người nuôi. Đại cái gì nó cũng nói với mẹ, không thôi mẹ mẹ mạnh dạn đi, mẹ mở lòng ra, mẹ lên chương trình đi coi thử có cái chú nào thương mẹ thật. Nó cũng khuyên nhiều lần lắm, không sao. Ví dụ như giờ mà có một người như lên chương trình có tiếng là nó biết, ví dụ như nó biết nó hỏi thì mình nói. Mà ví dụ như có một người nào mà mình gần đến thì mình sẽ kêu nó về mình nói chuyện đàng hoàng. Con mình nó có học, nó hiểu biết hết, nhưng mà nó khuyên mình hoài à. Mà mình cứ tự gì không có gì, bữa nó về nó khuyên xong gọi cho Tiến á, xong Tiến nói giờ em bận bắt ghi hình xong rồi tắt thôi, mình cũng ngại ngại không gọi. Cái nó nói mẹ gọi chưa, nó cũng thúc mình lắm, tự thấy mình ở buồn á đó. Mình gì nè, khuya bệnh là sợ, nói chung là sợ phải cần Đúng người rồi. bên cạnh mình. Dạ. Tuổi lớn Rồi, rồi mà dạ. Tiến hiểu đúng không? Dạ, dạ. Rồi À thì rồi giờ thôi thì em cũng cảm ơn chị rất là nhiều để đến đây tham gia chương trình ha. Thì sau khi dạ kết thúc cái clip này thì chị có muốn nói lời nào với những anh nào đó đang chuẩn bị xem cái clip của chị không? sợ biết nói gì giờ. Cái mình mới nói là giờ em lên đây em cũng muốn tìm một người bạn đời, Dạ. em cũng mong anh nào á mà đàng hoàng Dạ. thương em thật thì mình kết nối để mình tìm hiểu, mình đi sâu hơn Dạ. đó. Chứ còn em không 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 đòi hỏi giàu nghèo, anh không có nhà cũng được, nhưng mà với điều kiện là em chỉ cần anh là đừng hút thuốc, với lại đừng ăn nhậu. Ăn nhậu ít thôi, nhưng mà phải có công ăn việc làm, Dạ. làm cho nó vui. Ví dụ như chồng làm tay vợ làm chân gì đó, đại khái là như vậy thôi. Chứ còn vấn đề giàu nghèo em không có cần, em chỉ cần mấy anh là thương em thật lòng đến với nhau. Em đó thì nó sống cô đơn có một mình nè, em kinh tế em cũng ổn vậy đó. Anh nào mà cảm thấy là mến em thì kết nối với em nhờ Trung Tiến. Rồi vậy thôi em cũng cảm ơn chị ha.
Thì thôi Tiến Cảm ơn cũng Tiến nhiều ba nha. dài Rồi thì cái câu như mình nhắn tin khoan cho khoan cái khoan đó chị là khoan 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 chị để em nói hả? Thì thôi Tiến cũng tạm dừng cái video đây. Tiến cũng chúc tất cả cô chú và các anh chị em một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ có thương Tiến thì cho Tiến một like chia sẻ cả nhà. Thì Tiến có là ba kênh, một kênh thì Tiến Sông Nước là để kết nối thương, còn một kênh là Hồ Tiến TV là để Tiến quay thiện nguyện, còn một kênh Tiến mới lập nữa là Tiến Thốt Nốt. Thì mong rằng tất cả cô chú qua đó ủng hộ kênh hai kênh kia cho Tiến nha. Rồi thì em chào chị và chị nha, và cả nhà bye nha. bye bước Dạ nha, dạ chúc